Ma Thổi Đèn Quyển 4 Chương 25 Thất Lạc Phần 58 Tôi mới vừa xuống hồ Tụ tập với Tuyền Béo và Sơ Lê Dương Còn chưa kịp triển khai hành động Mình Thúc đã dắt A Hương nhảy xuống Tôi bảo lão thế này Chỉ thêm nhiễu loạn thôi Hai người cứ ở bên trên đợi là được rồi Xuống đây cho rắc rối thêm làm gì Chúng ta lại không có nhiều bình dưỡng khí đâu Mình Thúc kéo A Hương Dẫm ở mép nước nói với tôi Trời, ơi, đừng có nói nữa, vừa nãy ở trên kia, thấy trong rừng có thứ gì đó động đậy. Anh sợ hai con dao long kia lại dở thói, muốn xuống hồ ăn cá, định đứng bên trên nhắc nhở các chú. Nhưng mà chân cứ mềm hoặc cá ra, đứng còn không vững thành thử mới rớt xuống đây đấy. Tôi quay đầu lại, nhìn cánh rừng bên hồ, chỉ có gió hiu hiu thổi ra từ khe núi, lay động cành cây. Không có thấy động tĩnh gì lạ thường, lập tức hiểu ra ngay. Việc đã sờ sờ trước mắt, cái lão chết tiệt lo chúng tôi lặn xuống không lên nữa. Tìm được đàn tế rồi, sẽ tìm đường khác để thoát thân, bỏ mặt hai bố con của lão. Mối lo này của lão đâu phải chỉ mới một hai ngày. Nhưng họ đã xuống đây rồi, tôi chẳng còn cách nào khác, cũng chẳng thể nào để mặt họ ngâm mình dưới nước được. Chỉ tội hai bố con nhà lão có mỗi kính lặng, không có bình dưỡng khí, thôi thì làm theo cách cũ, dùng chung vậy mọi người súng lại bàn tính một lượt quyết định bơi xuống nham động bị tảng đá lớn đập dở rồi xem chỗ nào có nước ngắm nhiều nhất thì xuống chỗ đó chúng tôi đinh lặng xuống bỗng thấy cá trong hồ đột nhiên nháo nhác những con cá khác bơi loạn xạ như là lũ nhặn mất đầu lẫn vào trong nham động ở đáy hồ và trốn riết ở trong đó không ra nữa còn hàng dàn con cá râu trắng kết thành ngư trận cũng hơi có chút run rẩy dường như hết sức căng thẳng tôi lập tức cảm thấy có sự chẳng lành thầm nghĩ xem ra cái lão minh thúc này đúng là thằng phe địch nhảy vào hội của bọn tôi đã không giúp được gì lại còn thối mồm nữa ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu ngư trận trong hồ đã có một bộ phận bị tan rã dường như con cá râu trắng già ở bên trong kia đã bị thương quá nặng không thể giữ cái lũ cá con nữa mà lũ cá râu trắng cũng cảm thấy lão tổ tông nhà chúng sắp toi đời đến nơi đội hình cũng theo đó mà tan rã tôi đoán một khi ngư trận tan rã hoặc giả là yếu thế đi con dao lông trên núi sẽ nhanh chóng luồn qua không bỏ qua cơ hội cắn chết con cá già kia đâu rồi sau đó trong khoảnh hồ yên tĩnh này e rằng sẽ dấy lên một luồng sát khí tranh tưởi chẳng may đôi bên đánh nhau giả như con cá già bị cắn chết bọn tôi có muốn xuống nước cũng không còn cơ hội nữa. Thời cơ không thể bỏ lỡ, tôi gấp rút giơ tay làm hiệu, mọi người nhất tề lặn xuống đáy hồ. Phần ngư trận còn lại đang di chuyển ra giữa hồ, chúng tôi vừa lặn bơi qua phía dưới. Lũ cá trắng bâu lại súng xích, con nào con nấy vẻ mặt vô hồn, hai mắt trơ khất. Đương nhiên, loài cá vốn không bộc lộ tình cảm, nhưng mà khi thấy cảnh tượng này trong cự ly gần giữa đáy nước, chúng tôi lại cảm thấy những con cá râu trắng giống như từng tớp tướng sĩ cảm tử đang sắp lâm trận vẻ mặt trơ như gỗ đá của chúng càng tôn thêm sắc màu bi tráng ở quãng không sâu lắm dưới mặt hồ chính là miệng hang dở trên nóc thành tổ ong chúng tôi vừa lặn vào đó nước hồ đã bị khuấy lên thành một dòng xoáy từng dòng nước lẫn máu me thịt cá nát và dãy cá bị cuốn vào luồng nước ngầm phía dưới xả vào trong hang động ở hai bên dải nhâm thạch phong quả. Tuyền béo giơ tay ra hiệu với tôi. Xem ra phía trên đã bắt đầu đánh nhau rồi. Cậu ta chỉ tay xuống dưới. Con đường đi xuống bị một quả cầu đá khổng lồ bịch chặt, có điều không thể trông ra bộ dạng ban đầu của con mắt nữa. Bên trên có tầng tầng lớp lớp những con phù du trong suốt cùng các loại cá tép riêu nằm ở đoạn cuối của chuỗi thức ăn sinh vật tụ lại chỉ có thể dòng sang mé bên kia mà lách qua. Vậy là mọi người lần lượt sử dụng thiết bị hô hấp, từ từ bơi về phía cửa hang ở mé bên. Càng bơi sâu vào trong, càng thấy dòng nước ngầm chảy xuống dưới càng lớn. Trong một thông đạo của nham động, Sư Lê Dương từng bước dò dẫm, xác định hướng nào có thể đi được. Trực tiếp bơi xuống dưới là nguy hiểm. dải đá phong hóa hàng ngàn dạng năm này đang phải chịu đựng một áp lực vô cùng lớn đã không thể nào chịu đựng hơn nữa. Nói không chừng, con mắt trên đầu chúng tôi có thể vỡ tung ra bất cứ lúc nào. Nếu như da phải người thì chỉ có nước nát thành tương. Để cho an toàn, chỉ có cách bơi xuống mé bên rồi quành lại mới là đảm bảo nhất. Cuối cùng thì chúng tôi lặn vào trong một hang động hơn trăm mét vuông, có vẻ như là một đại sảnh nào đó của thành cổ trước đây. Hơi giống là thần điện, trên nóc có một lỗ hổng lớn bên trong ngập nước. Dòng nước ở đây tương đối ổn định, hang động dường như chỉ có lối vào bên trên. Các đường khác đều đã bị đất cát đã dầm bịt kín hết. Tuy là nước có thể ngắm qua, nhưng mà con người lại không thể lách qua được. Mọi người đành dơ đèn chiếu xoay quanh một dòng. Oxy không còn nhiều, nếu vẫn không tìm ra đường khác thì chỉ có con đường chết. Đúng lúc mọi người như chuột chạy cùng sào đang cảm thấy vô cùng lo lắng thì nước hồ trong đại sảnh đột nhiên đục ngầu. Tôi ngẩng đầu nhìn lên, bất chợt cảm thấy có sự chẳng lành. Con cá già dài mười mấy mét bị hai con dao lông hung dữ cắn chặt lấy, không chịu nhả ra, đang dãy dụa bơi vào đại sảnh ở đáy hồ nơi chúng tôi có mặt. Con dao lông thân dài tầm 4 mét, tuy nhỏ hơn nhiều so với cá râu trắng già, nhưng mà sức mạnh thật là khủng khiếp vô cùng. Nó dặn mình một cái, đã cắn đứt một mảng thịt trên mình con cá con cá già bị thương khắp mình quằn quại dễ chết cứ thế lôi hai kẻ tử thù chìm xuống chốc chốc lại lắc thân mình đập vào vách tường ở đáy nước hy vọng là có thể bước chúng ra đôi bên vẫn quấn chặt lấy nhau lăn tròn vào trong thần điện đối với những con vật khổng lồ này sức mạnh của con người quả thật là quá ư bé nhỏ tôi tuy ra hiệu cho mọi người mau chóng tản ra bơi lên mặt nước thần điện này tuy rộng rãi cũng không chịu nổi sự quăng quật của chúng. Có điều động tác dưới nước chậm chạp, không đợi cho mọi người kịp tản ra, con cá già đã lôi theo hai con dao lông đụng xuống đáy điện. Phần đáy của thần điện cũng là nham thạch phong quá trắng muốt, con cá râu trắng mình to như con rồng kia. Sau khi bị thương phát rồ, đã trở nên mạnh mẽ khủng khiếp. Cái đầu của nó lại cứng chắc vô cùng, đâm thẳng xuống làm dở ra một cửa động lớn nhưng lớp nền đáy điện cũng rất chắc đầu cá bị kẹp vào giữa không có cách nào gỡ ra muốn lao thẳng xuống dưới thì không thể phát lực được muốn rút đầu lại cũng chẳng xong chỉ còn cách quấy loạn đuôi lên từng dòng máu đục lập tức nhuốm đỏ cả nước trong thần điện mọi kế hoạch đều bị đảo lộn chúng tôi sợ bị đu cá quất trúng trong lúc hỗn loạn rồi tản ra bốn góc để né tránh vì mọi người đều đã tản ra lại ở dưới nước có căn bản không thể xác định xem những người còn lại có sống hay không, chỉ biết một mình thấn nguyện xin bình an. Hai con giàu lòng thấy con cá già khốn đốn, mừng rơn như quá dại, nhè nanh dơ dút lượn một dòng, đang tính toán xem sẽ khớp vào chỗ nào để mà kết thúc tính mạng của con cá vua này. Chúng bị máu loang trong nước kích thích, giống như là hít phải thuốc phiện, trông có vẻ hưng phấn hơi quá độ, có đau đớn một chút cũng không sao. Đang lúc như thế, bỗng nhiên phát hiện ra trong điện có người, một con liền quẩy đuôi đâm thẳng xuống như một quả ngư lôi dằn đen trắng. Hóc rảnh ở đáy điện lúc này đều đã bị rạn nứt cả, nước và máu đục ngầu theo đó xối xuống, tầm nhìn lập tức rõ lên. Tôi cầm đèn chiếu, lìa một chập, chỉ thấy con dao long dằn đang lao ra, bổ thẳng về phía Sơ Lê Dương và A Hương. Hai người bọn họ dùng chung một bình dưỡng khí nấp ở một góc điện chờ thời cơ để rút lui nhưng đã không kịp nữa rồi tôi định bơi qua cứu diện, nhưng mà không thể nào nhanh bằng con dao long đang lao như là một quả ngư lôi kia giả lại cho dù có tới một mình tôi cũng không đủ để mà cho nó đỡ dính răng nữa tình thế vô cùng nguy cấp đột nhiên áp lực của dòng nước ngầm tăng lên dữ dội khối nhãn cầu đá nghìn cân kẹt giữa tổ ong cuối cùng cũng rơi xuống con dao long đang bổ nhào về phía sơ lê dương và a hương cũng sững sờ trước một tảng đá khổng lồ đột ngột rơi quên cả né tránh bị nện thẳng vào giữa thân lực đẩy trong hồ nước có hạn tảng đá đổ xuống vốn kéo theo nước của cả hồ trút xuống sau khi nện vào thân con dao long cũng chẳng hề chững lại tức khắc xuyên dở nền điện ở phía dưới tất cả mọi thứ trong điện đều bị xối xuống theo dòng nước khổng lồ trong dòng nước tôi cảm thấy đất trời điên đảo, cơ thể như muốn rơi xuống quỷ động không đáy. Bắt gặp một không gian lớn đến mức khó tưởng tượng, chỉ còn cách nín chặt mồm mũi đề phòng bị sặc. Trong cơn quảng hốt, bỗng phát hiện ra khoảng sáng trắng bên dưới đó, dường như xa vào một trạng thái ảo giác với muôn vàng tia sáng rực rỡ lấp lánh, cũng không biết những người còn lại đã bị xối đi đâu. Cơ thể của tôi rơi xuống một cái hồ trên dải nham thạch thấp thoáng có ánh quỳnh quang mờ nhạt Xong, trông không thực lắm nhìn lên có hàng trăm cục nước lớn nhỏ từ các nham thạch trên đỉnh đầu trút xuống bỗng nhiên cảm thấy có một cánh tay kéo giữ mình tôi định thần nhìn lại thì ra là tuyền béo gặp người bạn sống chết có nhau bất chợt cảm thấy an tâm hơn nhiều liền vỗ đèn chiếu trên mũ cho sáng tiếp tục đi tìm tung tích của ba người còn lại nước vẫn tiếp tục cuồn cuộn tuôn xuống suối sâu ở phía đông hơi thả lỏng một chút là rất dễ bị xối trôi đi. Tôi và thuyền béo đành bơi lên bờ hồ gần đó trước, lớn tiếng gọi một hồi lâu, nhưng đều bị ác đi bởi tiếng nước xối xả. Minh Thúc, A Hương, Sơ Lê Dương lúc này không biết tâm tích nơi đâu. Tôi và thuyền béo bàn bạc, chắc chắn là họ đã bị nước xối về hạ du rồi, phải mau chóng đi dòng xuống tìm, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Thế giới dưới đất này địa hình địa mạo hết sức kỳ quái nằm ngoài sự hiểu biết của chúng tôi vừa mới cất bước đã thấy một con phù du thủy sinh to cỡ chuồng chuồng ngô khắp mình nhấp nhánh ánh quỳnh quang bay qua trên đầu phải dài hơn 6 tấc giống như là một linh hồn màu trắng đang bay múa ở trong không trung một phút lơ là sơ ý cộng thêm tinh thần hoảng hốt vì vừa lạc mất mấy người không chú ý dưới chân là một dốc đá dầm hai chúng tôi vừa dẫm lên đã trượt chân lăn tròn còn chưa kịp phản ứng thì hẳn một cái đã từ trên cao rớt xuống hai thằng tôi lăn thêm chừng bảy tám mét rơi vào một cái đệm lớn bồng bềnh xốp xốp nhất thời đầu óc quay cuồng may mà chỗ này rất mềm ngã xuống cũng không đau mấy có điều đột nhiên thấy bất ổn cảm giác tay như đang sờ trên một tảng thịt bèn dội trấn tĩnh nhìn cho kỹ quả ra không phải là thịt tôi và tuyền béo liếc nhìn nhau Tủ sư cái này, 8 phần 10 là nắm rồi đấy cậu à. Nắm đế dương cao bằng 10 tầng lâu Trong khoảng không gian rộng rãi bên dưới, ở mép nước, có vô số những con phù du lớn bay liện. Sinh mạng của bọn này rất ngắn ngủi. Sau khi mà ấu trùng dưới nước mọc cánh, chỉ sống được trong bầu không chừng mấy chục phút mà thôi. Trong khoảng thời gian đó, cơ thể của chúng liên tục tiết vào không khí một loại bụi quỳnh quang đặc biệt. Sau khi chúng chết rồi, loại bụi này vẫn tiếp tục phát sáng một thời gian, cho nên cả không gian dưới mặt đất lúc này vẫn tràn ngập ánh quỳnh quang màu trắng mờ mờ ảo nhiệm. Tôi nhìn tấm đệm lớn mềm nhũng dưới thân mình, nó vừa giống như cái ô lại vừa giống như cái lọng, phần giữa ngã trắng, xung quanh đen xì, quá là một cái nấm khổng lồ hiếm có, đường kính ắt không dưới 20 mét. Loại nấm này sinh trưởng rất nhiều ở vùng ẩm thấp dưới lòng đất. Vừa nhìn thấy tôi và Tuyền Béo lập tức nhớ cái hồi đi cải tạo lao động ở giải Hưng An Lĩnh. Khi trời vừa đổ mưa xong, không ngờ bước vào khe núi liền thấy một cây nấm cao hơn cả cây thường, mọc sừng sững giữa rừng. Hai đứa tôi cứ trầm trồ mãi không thôi. Người trong thôn gọi đó là nấm hoàng đế. Nếu may mắn thì tháng 8 hàng năm có thể thấy được một hoặc hai lần. Có điều cái thứ này mọc lên nhanh mà lụi đi cũng rất nhanh. Buổi sớm mới nhìn thấy nó chưa đến trưa có khi đã mất rồi. Giả lại xung quanh khu rừng có nấm hoàng đế rất nguy hiểm, vì mùi của nó rất quyến rũ, màu sắc thì lại phong phú, tính chất cũng thật muôn vẻ. lại vì hiếm, cho nên ít người biết rõ thường tận. thành thử mọi người nhìn thấy cũng coi như chưa nhìn thấy, đã không dám ăn, lại càng chẳng dám đụng vào, toàn phải đi vòng qua. tôi nói với tuyền béo cây nấm này không to bằng cây nấm anh em ta thấy ở hưng an lĩnh, nhưng mà cũng không nhỏ đâu chắc đều là loại hoàng đế cả. Lăn xuống, từ dốc đá dâm gian hồ, giờ muốn leo lên chắc cũng không thể được rồi. Chỗ đá dâm kia quả thực là dốc quá, cứ dẫm lên là trượt, không trụ vững được. Thôi thì đành leo xuống để mà thoát khỏi cây nấm hoàng đế này đã. Chương 26 Tôm Cầu Chúng tôi từ trên đỉnh động lỗ chỗ như cái sàn bị nước xối xuống đáy mấy người còn lại đều bị thất lạc cả điều tôi lo nhất chính là con dao long trong trận hỗn chiến ở đai hồ phong hóa một con dường như đã bị mắc đá ngàn cân đè chết nhưng mà vẫn còn lại một con tính cả con cá râu trắng chúa có lẽ cũng bị dòng nước xiết xối xuống khoảnh hồ ở dưới đất này rồi cũng nên nếu như Sơ lê dương minh túc và a hương có ai đó đụng phải chúng ắt là sẽ lành ít chữ nhiều Nghĩ đến đây, tôi và Tuyền Béo đều không dám chần chừ thêm nữa. Bất chấp cơ thể đau nhức bắt đầu bò từ đỉnh cây nấm hoàng đế ra rìa mũ nấm quan sát địa hình. Dưới cây nấm hoàng đế cao lớn này, mọc chi chít nấm nhỏ, màu sắc kích cỡ đều không giống nhau, trải rộng thành một cánh rừng tuyền là nấm. Với vô số con phù du to như là con chuồng chuồng đuôi dài, không khác nào các linh hồn trắng muốt bay lượn như thoi đưa. Phía xa là tầng thứ hai của khoảnh hồ dưới đất. Lúc mà chúng tôi vừa rơi xuống, đã cảm giác nước xối xả về phía đông hết sức dữ dội. Quá ra khoảnh hồ ở dưới đất, trong động quyệt khổng lồ này phân ra làm hai tầng. Có khoảng cách rất cao, trên đỉnh động như là dòm trời kia có vô số hốc, hốc lớn thì mười mấy mét, hốc nhỏ thì chưa tới một mét. Nước hồ bên trên có cả nước ngầm trong núi, đều trút từ những cái hốc này xuống, toàn bộ các cột nước cùng tuôn vào tầng hồ đầu tiên. Tầng hồ đầu tiên tựa như đáy của một cái nồi nghiêng trên chết. Địa thế phía đông tương đối thấp, khi đã tràn đầy sẽ tạo thêm một rèm nước lớn đổ từ tầng hồ thứ hai rộng hơn nhiều ở dưới. Nếu như những người kia còn sống, rất có thể đã bị nước xô xuống tầng hồ thứ hai rồi. Cây nắm hoàng đế mọc cách tầng hồ thứ hai không xa, chúng tôi đang ở trên đó định nhân địa thế cao dõi mắt tìm mấy người thất lạc chỉ thấy trong dòng nước chốc chốc lại có mấy con cá lớn nhảy giọt lên không một bóng người tôi bảo tuyền béo ở lại đây trông chừng còn mình thì xuống trước đi men theo hồ tìm một dòng xem sao đúng lúc định dùng dao của lính dù găm vào thân nắm để trường xuống thì thấy ở tầng hồ phía dưới có người bơi lên tuy là không rõ mặt mũi nhưng mà nhìn qua dáng dấp thì chắc chắn là Minh Thúc. Lão ta leo lên bờ, nặng nhọc bước mấy bước, ngơ ngác nhìn quanh, rồi đi thẳng vào khu rừng nắm bên dưới cây nắm hoàng đế. Hình như là cũng định leo lên một chỗ cao để nhìn cho rõ địa hình. Tôi nói với Tuyền Béo, cái lão khòm Hồng Kông này cũng là cao số thật. Lão đã tới đây rồi, thì cậu tạm thời chăm lo cho lão. Tôi xuống giang hồ tìm nốt hai người còn lại. Sau cùng sẽ tập hợp quanh cây nấm hoàng đế nổi bật nhất này. Tôi đang định đi xuống thì lại thấy Minh Thúc đi trong đám nắm lổn nhổn được mười mấy mét. Chắc vì ban nãy kinh hải với lại mệt mỏi quá độ, chân đâm đá chân chiều, ngã dập mặt xuống đất. Lão nằm nhoài ra trên mặt đất, xoay người lại, nắng bóp cánh tay, một lúc lâu sau vẫn không thấy đứng dậy, hình như có ý là bất cẩn, chẳng muốn cố gắng nữa. Minh Thúc bị ngã, xem ra cũng chẳng sao. Tuy nhiên, cơ thể của lão nặng nề, đã làm kinh động thứ gì gần đó. Nhờ vào ánh quỳnh quang ảm đạm, tôi và Tuyền Béo phát hiện ra một giạc nắm cách chỗ mình thúc nằm không xa, đột nhiên xô dạc loạn xị. Bên trong có một cái vỏ đen đang từ từ bò dậy. Cái vỏ đen ấy hình dòng cung, từng lớp từng lớp thân rất dài. Tôi chột dạ, bỏ mẹ rồi, trông như là rết đại bác ấy. Nếu là rết thật, thì con này phải to biết nhường nào. Mình Thúc nằm dạng tè he trên mặt đất, môi thì mấp máy như độc thoại, có lẽ là đang quán trời trách đất, hoàn toàn không biết là nguy hiểm ở cận kề. Tôi và Tuyền Béo ở trên cây nấm hoàng đế bèn hô lên bảo lão cẩn thận, nhưng mà giọng của chúng tôi nhanh chóng bị tiếng nước chảy nuốt chửng, không đến tận nơi, nói thì lão không thể nghe thấy được. Khẩu súng Remington của tôi đã bị rơi trong lúc hỗn chiến ở đáy hồ, chỉ còn khẩu súng lục đồ đạc trên mình của tuyền béo thì chẳng hề sức mẻ gì súng trường thể thao đeo trên lưng từ đầu còn nguyên tuyền béo đã giơ súng định bắn tôi đè thân súng cậu ta lại tầm bắn của súng trường thể thao tuy xa nhưng mà đường kính nòng súng không ổn bắn từ khoảng cách này chẳng thể giải quyết được gì cho dù có găm được một viên đạn sát cạnh để nhắc nhở lão ta thì cũng chưa chắc đã cứu được lão lão này một khi đã nhìn thấy con rết to tướng như vậy chắc chắn sẽ run sợ chân tay không chạy được nửa bước chỉ còn cách tôi phải mau chóng xuống dưới mà cứu lão thôi mỗi tội nắm mọc san sát từ trên cao nhìn xuống thấy minh thúc và con rết nhưng mà xuống đến nơi thì tầm nhìn sẽ bị che khuất buộc phải nhờ thuyền béo đứng bên trên ra hiệu chỉ đường đương nhiên đây là việc phải tranh thủ từng giây từng phút làm gì có thời gian mà bàn bạc tôi chỉ nói với thuyền béo một câu hành động theo tín hiệu của tôi nói rồi tôi rút dao lính dù cắm vào thân nấm từ trên tán lộng trên chết trường xuống phía dưới cũng có một vài cây nấm rất cao to mũ nằm sắp xếp như bậc thang gặp những chỗ dốc quá không thể trụ chân thì tôi dùng dao lính dù giảm tốc mau chóng nhảy xuống nơi đây không có mặt đất chỗ tôi chạm chân cũng là một tầng mũ nấm cỡ ngón tay mọc dày đặc, xen vào đó là rất nhiều cây nấm to cao hơn một mét tôi ngoái lên nhìn Tuyền béo, cậu ta đeo xuống trước ngực đang giơ tay ra hiệu kiểu cờ hải quân vẫn dùng để trao đổi thông tin ngón này chúng tôi học ở Phúc Kiến từ lâu lắm rồi rất đơn giản lại trực quan trong động tác là biết cậu ta bảo phương hướng đang di chuyển chậm chạp sau đó cậu ta lại làm hiệu chỉ rõ phương hướng tôi quơ quơ tay lên ý nói là đã nhận được tín hiệu đúng lúc ấy trong rừng nắm thấy lan tỏa một màn sương nhàn nhạt, nhạt, Tôi sợ là khí độc con rết phóng ra, liền rút mặt nạ phòng độc trong túi, mang theo, đeo vào. Hai tay thì cầm chắc khẩu súng, chút nòng xuống thấp, mau chóng tiếp cận vị trí của Minh Thúc. Sau khi tuyển béo chỉ trỏ mấy lượt, tôi đã tìm thấy chỗ của Minh Thúc đang nằm, cách đó không xa, có tiếng sột soạt. Nghe như vô số nanh vuốt đang cào cấu, nghe mà hải hùng. Hơn nữa, tiếng nước ở đây đã yếu đi, càng khiến cho người ta hoang mang bội phận. Tôi lặng lặng đến gần, muốn lôi lão dậy, rồi tức khắc bỏ chạy cho nhanh. Minh Thúc hốt nhiên thấy cái mặt nạ phòng độc cũng sợ giật nảy mình. Có điều lập tức biết là người của mình, liền trơ đôi mắt ngây dại, nhìn tôi cười cười, lồm còm bò dậy. Nhưng mà hình như hai chân đã mềm như bún, không sao sai khiến được. Tôi chỉ nôn nóng, muốn rời khỏi khu vực đầy dãy nguy hiểm này, cho nên ra dấu im lặng, Ý bảo là không được phát ra bất kỳ tiếng động nào Rồi cổng lão dậy Thế nhưng còn chưa kịp bước được bước nào Bỗng dưng nghe mình thúc trên lưng cười ha hả Tôi sợ rỡn cả người Nghĩ bụng cái thằng khổm Hồng Kông chó chết này Không có ý tốt gì đâu Lão già tư bản sống dưới ách thống trị của chủ nghĩa thực dân đế quốc Thì là người tốt sao được chứ Quả này thật sự sợ ý quá Tôi lập tức bật chân ngã ngửa ra sao Đè lưng lên người lão cú này của tôi giận đủ cả sức lực chắc là phải đè cho lão sống dở chết dở vậy mà tiếng cười của lão vẫn sằng sặc không ngớt nghe giọng của lão hơi méo so với tiếng gào khóc của đàn bà còn khó nghe hơn cả chục lần tôi nghĩ bụng cái lão khổm già này sắp chết rồi mà còn cười thành tiếng nữa nhưng ngay lúc đó tôi đã phát hiện ra có điều bất ổn tiếng cười của lão không phải là do cố tình phát ra tôi vội dùng súng kê lên đầu của minh thúc nhìn kỹ Lão đã cười hết hơi, toàn thân co giật, miệng sùi bọt trắng. Nếu cứ cười nữa, e là phải ngồi trên nóc tủ đến nơi rồi, lão này đã bị trúng độc. Tôi nhìn xung quanh, phát hiện ra chỗ Minh Thúc vừa ngã mọc đầy những cây nấm nhỏ khác hẳn với xung quanh. Mũ nấm phủ một lớp bụi phấn màu xanh lục. Lúc ngã xuống, chắc chắn lão ta đã liếm phải cái bụi ấy. Đây phải chăng là nấm cười trong truyền thuyết. Bụi phấn ấy lợi hại vậy sao? Dính vào mồm một chút, đã ra nông nỗi này, nếu cứ cười kiểu này thêm vài phút nữa, chắc chắn sẽ mạng dòng. Cái khó lo cái khôn, tôi tác luôn cho lão mấy cái đầu điến, lại rút bắt địa quyền chu ra, đặt vào đầu mũi của lão. Mùi bắt địa quyền chu rất sốc, mình thúc hít phải, liền rùng mình hắt hơi mấy cái. Bây giờ mới nín cười, nhưng mà cơ mặt đã cười đến sơ cứng rồi, nhất thời không hồi phục lại được, nước mắt nước mũi vàng dùa tèm lem bỗng một viên đạn của tuyền béo bắn vào giặc nắm ở gần đấy tôi ngoay quắt đầu lại thấy tuyền béo đứng trên cây nắm hoàng đế không ngừng quơ súng như là nhắc tôi mau chóng rút lui dạy nắm lớn xung quanh lại lai động con rết vỏ đen kia đã chui ra lão minh vừa đúng là nằm phơi ra trước mặt nó tôi vội lùi lại mấy bước cởi mặt nạ chống độc thoạt tiền ra hiệu cho tuyền béo chớ có nổ súng quảng hốt nói với lão bác minh này sau lưng bác có con rết e là nó định xơi bác đấy bác xả thân cứu tôi cả đời tôi không quên đâu sau khi về nhà tôi nhất định sẽ đốt cho bác thêm ít tiền giấy bác xả thân cứu người chắc chắn sẽ thành chính quả đấy tôi chúc mừng bác trước cái đã mình thúc kinh hãi ngay cả người vội quay đầu nhìn ra đằng sau hai con mắt trợn trừng lên rồi ngất liệm tôi vội kéo lão dậy bảo được rồi được rồi không đùa với bố già nữa con kia lộ đầu ra rồi. Tôi thấy không phải là con rết đâu, chỉ là con tôm cầu lớn sống dưới đất thôi. Là sư ăn chay mà. Sư đoàn tôi năm xưa đào được không biết bao nhiêu con ở lòng đất dưới núi Cung Luân. Cái bọn này thường thôi. Mình thúc nghe tôi nói vậy, mới nhìn kỹ con vật sau lưng. Thì ra là một con tôm cầu thuộc loại chân đốt dài 5-6 mét, vừa béo vừa to. Trước đầu có một đôi xúc giác cong cong cứng chắc, dùng để cảm ứng dò đường mình thì đen tuyền chỉ có móng vuốt màu trắng dưới tấm thân to béo cũng có hàng trăm cái chân trông giống như rết loài này rất ngu đần chỉ ăn nắm dưới đất mà thôi mình thúc thở dài một hơi chui bọt mép cái mạng già dạ coi như đã được lượm về từ quỷ môn quan ngượng nghịu cười với tôi tôi hỏi lão có thấy sơ lê dương và a hương đâu không lão vừa định trả lời bỗng nghe tiếng nanh vuốt sột soạt vang lên hai chúng tôi quay đầu nhìn lại cơ thể con tôm cầu kia co lại thành một vòng tròn vỏ giáp từng đốt từng đốt hình cung bọc nó lại thành một cái lớp xe gần hai bên thái dương tôi giật giật đây là tư thế phòng ngự quanh đây chắc chắn có sự uy hiếp nào đó rất lớn tôi ngẩng đầu nhìn tuyền béo ở trên cao tuyền béo đã không dùng hiệu cờ nữa dùng cánh tay làm động tác nguy hiểm đấy mau chạy về đây trong lùm nắm nhấp nhô rải rác con tôm cầu đột nhiên co rúm mình lại Tuyền béo bên trên cây nắm hoàng đế cũng không ngừng dung tay ra hiệu rút lui khẩn cấp tôi thấy tình hình cấp bách vội khoát cánh tay của mình thúc lên dài vừa dìu lão chạy về phía sau trong lùm nắm sau lưng tôi vang lên tiếng sột soạt rung động âm thanh ít nhất phải gian tới từ ba phía chỉ có phía bên hồ là không có tôi cũng chẳng thiết quay đầu lại xem rút cuộc là con gì lao một mạch điên cuồng về chỗ tuyền béo đang đứng Tuyền béo từ đầu chí cuối chưa nổ súng, chứng tỏ con vật kia còn cách tôi xa, hoặc giả chưa đuổi tới nơi. Đợi đến lúc chúng tôi leo hết dãy nắm bậc thang, trở lên chỗ cây nắm hoàng đế, Minh Thúc lập tức ngã vật xuống, thở hổn hển như là chiếc quạt cũ rích. Tôi và Tuyền béo dơ ống nhòm nhìn về phía con đường vừa lên. Trên khoảnh đất trống trong khu nắm ban nãy xuất hiện hàng trăm con địa quan âm. Loài vật này lông lá rất giống cáo bạc nanh nhọn móng sắc, giỏi đào hang lại bởi tiếng nó gầm gào rất giống hổ nên tên khoa học của nó là cọp tuyết nhưng lũ này chỉ sống quanh quẩn khu vực suối nóng hoặc là đất ẩm bản tính giả hoạt tàn nhẫn ở vùng cây la mơ có người gọi nôm na là sói đất hoặc là địa quan âm trong rất nhiều nhà dân bản địa có đồ dùng sinh hoạt chế từ lông và da của loài vật này giá thành cực cao dùng đông bắc cũng có địa quan âm nhưng mà số lượng ít hơn lông và da cũng không đẹp bằng những con ở cung luân mà giống chồn vàng hơn. Một bầy địa quan âm như là một bức tường lớn, màu trắng dây quanh chặt con tôm cầu. Kỷ luật có vẻ như là rất nghiêm, không con nào manh động mà chỉ thấy nằm phục im liệm. Lát sau, một con địa quan âm lông bạc bước ra, dường như là thủ lĩnh. Nó nhấc chi trước lên, đứng thẳng như người, dùng móng vuốt thảy con tôm cầu đang nằm yên bất động sau đó đi quanh hai vòng rồi lại quay vào trong bầy. Lúc này những con địa quan âm còn lại mới lần lượt xông lên áp sát con tôm cầu rồi liền há mõm dí sát, phả hơi vào khe vỏ cứng đang cuộn chặt của nó. Một lát sau, con tôm cầu dường như không chịu nổi cảm giác buồn nhột, duỗi cái vỏ giáp co chặt ra, nằm đơ không chút phản kháng. Lập tức, bị hơn chục con địa quan âm lật ngửa cho chỏng mặt lên trời, đành để cho chúng tha hồ phành thầy xé xác. Vì khoảng cách quá xa, ánh quỳnh quang tuy soi sáng khắp động, nhưng mà cũng bị yếu đi bởi khoảng không hung hút bên dưới. Tôi và Tuyền béo không có cách nào nhìn rõ xem cái lũ địa quan âm kia đã dở chiêu gì, chỉ thấy tôm cầu đáng thương giống như một con tôm thường rất lớn, trong nháy mắt bị lột vỏ lộ ra thớ thịt trắng bên trong, bị bầy địa quan âm xé thịt, dắt lên lưng, cổng vào góc xa. Tôi và Tuyền Béo nhìn nhau, nằm phục trên tán cây nấm hoàng đế, mãi không nói được lời nào. Hàng trăm hàng ngàn con địa quan âm chúng tôi cũng chẳng ngán gì. Có điều cảnh tượng vừa rồi, thực không thể nào là hành vi của loài giả thú địa quan âm này có thể làm được. Tập tính của chúng là tụ năm tụ bảy với nhau, ít khi quay bày đông lại, hết sức có trật tự như thế. Điều thực sự không hiểu nổi là sau khi xé con tôm, vẫn không hề tranh nhau đánh chén, mà như tiến hành một nghi thức nào đó. Chúng vận chuyển thực phẩm ra chỗ khác. Loài vật này đâu có thói quen cất giữ thực phẩm như là kiến. Hành vi này quả thật bất thường. Tuyền Béo nghĩ một hồi rồi mới nói. Có khi chúng biết gần đây giá lương thực tăng cao, muốn để dành một ít đấy. Đúng là một lũ chỉ lâm lâm đầu cơ tích trữ thôi. Tôi lắc đầu. Đột nhiên có dự cảm chẳng lành. Trong bức bích họa da người và sự tích thế giới chế địch bảo châu đại dương có ghi chép về nghi thức cổ xưa và các truyền thuyết đều không chỉ một lần nhắc đến chuyện các vị thầy cúng ma quốc có thể sai khiến giả thú, thống lĩnh yêu nô. Việc này không phải là không có khả năng. Một số thảo dược và phương thuốc điều chế đã thất truyền thời xưa quả thật là có thể khống chế hành vi đơn giản của giả thú. Tôi cảm thấy cái bầy địa quan âm này rất không bình thường Chắc chắn là bị sức mạnh nào đó khống chế. Thực phẩm này cũng không phải mang về ăn. Có lẽ có thứ gì đó vẫn đang trông coi đàn tế dưới đất. Cho nên cái lũ nô tài này mới dẫn chuyển thực phẩm về cho nó. Nếu Sơ Lê Dương và A Hương đi lạc vào đàn tế, bọn họ thân cô thế cô chắc sẽ gặp nhiều phiền phức rồi. Thấy cái bầy địa quan âm đã rời xa, đại đệ là chắc đi tìm thực phẩm khác. Mình thúc cũng coi như là thở đủ rồi. Tôi hỏi xem, có thể tự đi được không nếu không đi được thì ở lại đây chúng tôi phải tới khoảng hồ ở tầng hai để mà tìm hai người thất lạc kia có lẽ trên cây nấm hoàng đế này có một loại vật chất đặc biệt nào đó sinh vật thông thường không dám lại gần cho nên ngồi lại đây tương đối an toàn minh thúc lập tức tỏ rõ thái độ lúc bị nước xối từ trong thần điện xuống không thấy một ai cả vì bản thân quá quen với sông nước từng bơi qua sông qua biển cho nên mới không bị sặc nước mà giữ được tính mạng. Giờ đương nhiên phải cùng mọi người đi tìm chứ. A à Hương mà có mệnh hệ gì, lão chết không nhắm mắt. Thế rồi chúng tôi cùng tục xuống cây nấm hoàng đế, quay xuống gian hồ. Phù du ở đây càng nhiều hơn, không những trong không trung mà trên mặt đất cũng phủ đầy ấu trùng chưa thoát xác Cả một vùng chìm trong làng Quỳnh Quang chết chóc. Giang hồ còn có mấy địa đạo thiên nhiên, nước hồ thì chia nhánh chảy vào hình thành nên vô số sông ngầm lớn. Đây mới chỉ là một con sông lộ ra, cộng thêm những dòng chảy ẩn sâu dưới đất, tạo thành một hệ thống nước chằng chịt. Có một việc không cần nói mà ai cũng thấy rõ. Hiện giờ, về cơ bản, chúng tôi đã lạc đường. Hoàn toàn không dám rời quá xa khoảnh hồ hai tầng này. Bốn xung quanh, toàn là những nơi chưa biết. Địa chất, địa mạo, hoàn toàn lạ lẫm. Khắp nơi là lũ côn trùng cổ quái chưa từng thấy. Một mái dòm cong như cái sàn, xuống thì dễ, trở lên mới khó, không có cách nào quay lên được. Nghĩ vậy trong lòng lại cảm thấy nặng nề. Sơ Lê Dương mang theo pháo sáng và xuống tín hiệu, lẽ ra phải dùng những công cụ ấy để liên hệ với chúng tôi. Sao mãi chẳng thấy có động tĩnh gì, tôi thật sự không dám nghĩ quẩn. Khoảnh hồ này quá lớn, chúng tôi men theo bờ đi rất lâu, vẫn chưa được non nửa dòng, mãi không thấy tâm hơi của Sơ Lê Dương và A Hương. Tuyền béo gắn gượng được nhưng có cái thói ấy thì chưa chừa được, tức là không chịu nổi đói. Thấy cái gì cũng muốn bắt nướng lên ăn, còn Minh Túc thì vừa mệt vừa đói, giống như quả bóng da đã xịt hơi. Thế là tôi phải động viên họ, bảo rằng trong hồ này chắc chắn có thứ rất ngon, từ xưa đã nghe nói ở trên lông đỉnh, có lông đan do Tây Dương Mẫu luyện. Có khi chúng ta cứ đi, đến đâu đó lại lượm được cái nồi, ăn một viên thân nhẹ như chim én ăn hai viên nhẹ bẩn thành tiên ăn một dốc thì thọ cùng trời đất tuyền béo nói nhất này cái ngữ chính quỷ hạng hai nhà cậu á lại dở trò lè chúng tôi à tôi nghe mấy cái lối nói này á sao giống mấy câu của thằng cha thầy bói họ trần á khoác lác lúc mà bán đại lực hoàng thế không biết nữa giờ á cậu đừng có nhắc tới long đan tiên hoàng gì nữa đi chỉ cần cho tôi một dốc đậu xanh á là tôi mãn nguyện lắm rồi Tôi nói với Tuyền Béo, cậu đúng là cái thằng tư tưởng tiểu nông chủ nghĩa, bằng lòng với cái lợi nhỏ, bột đậu xanh ăn ra gì. Tôi thật không có lòe hai vị đâu, nước hồ này tịnh chẳng phải là thứ nước thường. Đây là đâu chứ? Trong phong thủy đây là long đỉnh, nước này đều là nước ốc của rồng tổ đấy. Không tin cậu xuống uống hai ngụm xem xem, giá trị dinh dưỡng còn cao hơn cả nước cốt đậu ấy chứ. Uống quấy quả vài ngụm cũng có thể đỡ đói đấy minh thúc nghe chúng tôi nhắc đến cái ăn liền nuốt nước miếng không cho rằng chúng tôi nói đúng liền nói nước cốt đậu khó uống lắm nhớ khi xưa tôi ở nam giang có gì mà chưa uống chứ đương nhiên là cái gì cũng uống cả rồi chúng tôi ở đó rất trọng phong thủy nhưng làm gì có cái lẽ nào nói nơi phong thủy là nước dinh dưỡng đâu làm gì có cái lý đó chứ chú nhất nè đừng có nói nhăn nói cụi nghe Tôi nghĩ bụng, cái lão già khổm này á, vừa nãy chẳng phải sợ như cái thằng nhảy lên ba sao. Liền bảo lão, cái đạo phong thủy không được chân truyền á, thì cuối cùng cũng chỉ là giả học. Bác thì hiểu được bao nhiêu cái đạo thuật này cơ chứ. Tôi nói thật để bác biết nghe, nước hồ này không những uống rất ngon mà còn đáng tiền nữa kia. Long mạch của Trung Quốc đáng bao nhiêu tiền. Không phải có núi Côn Luân thì còn lâu mới có cội nguồn long mạch. Không có cái khoảnh hồ này rồng tổ côn luân chẳng là cái thá gì cả cổ nhân có một lối so sánh hết sức xác đáng không có tương dương kinh châu chẳng đủ dụng võ không có hán trung ba thục chẳng đủ hiểm ngại không có quan trung hà nam không thể khư khư một mảnh đất giữ được ấy bởi tình thế khiến cho nó như vậy do phong và thủy bản thân tồn tại khách quan cũng là một lẽ như vậy nếu không có những mạch nước ngầm này núi côn luân không xứng làm long đỉnh Tuy rằng ngoài những tín đồ của ma quốc thời cổ ra, có lẽ người ngoài chưa từng nhìn thấy hệ thống nước ngầm này. song dường như tất cả các lý luận phong thủy đều đã luận chứng về sự tồn tại của nó. Cái này gọi là tạo hóa của trời đất, là nguyên lý của âm dương. Chuỗi lý lẽ hùng hồn của tôi khiến cho mình thúc im bặt nhưng mà vừa phân tán sự chú ý, cảm giác mệt mỏi cũng rơi đi phần nào. Đói thì đành phải nhịn thôi, đợi đến khi tìm được Sơ Lê Dương và A Hương mới có thể nghĩ cách cúng tế miếu dạ dày được. Men theo bờ hồ, đi được một vòng càng đi trong lòng càng thấy sợ. Sống không thấy người, chết không thấy xác. Chúng tôi nhìn vào lòng hồ mà triểu nặng khi đen, sợ rằng họ đã bị lũ cá to ăn thịt rồi, hoặc giả bị xối vào một chỗ nào đó còn sâu hơn nữa. Tối ôm thế này, biết đường đâu mà tìm đây. Đúng lúc chúng tôi đang lo lắng định dạo mấy dòng sông ngầm kia tìm, đột nhiên giữa lòng hồ tầng dưới có một cây pháo sáng bay dục lên. Cây pháo sáng lơ lửng giữa tầng không, chiếu sáng mặt hồ, những con phù du xung quanh kinh sợ, dội quẩy đuôi, phát quang bay tản ra khắp nơi. Những giờ sáng nhảy nhót loạn xạ, cảnh tượng rực rỡ sáng lạn giống như pháo hoa bắn giữa màn đêm u tối. Tôi, Minh Thúc và Tuyền Béo, vừa ngạc nhiên, vừa mừng rỡ. Ngạc nhiên vì chúng tôi đi vòng quanh hồ mà tìm không có kết quả. Quá ra là ở giữa lòng hồ tối tăm có một đảo nhỏ. Thực sự là rất bất ngờ. Mừng là bởi pháo sáng từ bên đó bắn ra. Chứng tỏ ít nhất Sơ Lê Dương vẫn còn sống. Có lẽ A Hương cũng đang ở bên cạnh. Tuy nhiên, nhìn qua màn sáng trắng nhờn nhợt, thấy giữa hồ chỉ gồ lên một hòn đảo như quả đồi, lại chẳng thấy bóng dáng một ai. Ánh sáng yếu dần đi, chưa kịp nhìn cho rõ, đã mất hút trong bóng tối. Mình Thúc kinh hãi. Trên đảo không có ai, thì pháo sáng kia do ai bắn ra chứ? Giả dạ lại vì sao bao lâu như thế mới phát tín hiệu? Những nghi vấn này không ngoài để nói lên phải chăng là trên hòn đảo giữa hồ có cạm bẫy. Việc làm vừa rồi là nhử mọi người mạo hiểm tiến lại. Hẳn là có âm mưu đen tối, vẫn phải bàn mưu tính kế lâu dài cái đã. Tôi mặc kệ những lời dò đoán của lão, nhân lúc pháo sáng còn lững lơ giữa trời chưa tắt hẳn, liền dơ kính diễn vọng nhìn kỹ địa hình giữa hồ. Trên đảo, quả thật không có ai, nhưng mà tôi để ý góc bắn của pháo sáng ban nãy là trực tuyến, chứ không phải là lối bắn hình dòng cung mà chúng tôi vẫn thường áp dụng. Ngoài ra, độ cao cũng có vấn đề. Điều này chứng tỏ pháo sáng được bắn từ dưới mặt nước kia. Trên đảo chắc chắn có hang động. Có khả năng là họ đã bị dây khổn ở trong đó. Việc không thể chậm trễ, phải mau chóng bơi qua đó cứu viện cho hai cô nàng. Ba người chúng tôi chỉnh đốn thật nhanh vật dụng trên người, lôi chiếc đèn chiếu sáng còn lại ra. Một giây cũng không dám chậm trễ bơi thục mạng tới đảo, thì phát hiện ra hòn đảo này trơ trụi xung quanh không những không có bóng dáng một ai, mà ngay cả trên mặt đất cũng không có bất kỳ vết tích quyệt động nào. Chỉ ở phía sau tảng nham thạch có một khẩu súng M1911 hết đạn rớt lại, vỏ đạn tung tóe khắp nơi, dường như từng xảy ra một trận kịch chiến. Đương nhiên, chủ nhân của khẩu súng chính là Sơ Lê Dương. Hòn đảo này to cỡ một sân bóng, ở giữa nhô lên giống như là một chiếc kèn úp ngược, địa hình hết sức kỳ lạ. Tôi xem xét đá núi dưới chân, nói với Tuyền Béo và Minh Thúc. Đây là một ngọn núi lửa đã tắt, phía trên là miệng núi lửa, nếu họ vẫn còn sống, có lẽ đã bị rơi xuống miệng núi lửa rồi. Nói đoạn, vội chạy lao lên trước, Tuyền Béo lôi Minh Thúc ục ịch chạy phía sau. Chạy được mấy bước, tôi phát hiện ra trên dải nham thạch có không ít cây gỗ bách mục nát rải rác. Đống đá gần đây cũng là do bàn tay con người dung lại. Lẽ nào trong lòng núi lửa lại là đàn tế của thành ác la hải à? Đang đi, bỗng nhiên nhìn thấy trên mặt đất có một bàn tay bị đứt, máu còn chưa khô. Đó là bàn tay con gái, ngón tay có đeo chiếc nhẫn cát tường, chính là thứ thiết bổng lạc ma đã tặng cho A Hương.